Nhà văn Marcus Yusak sinh ngày 23 tháng 6 năm 1975. Ông là một nhà văn người Úc gốc Đức và ông được biết nhiều đến với tác phẩm của mình, đó là The Book Thief, tức là Kẻ Trộm Sách. Kẻ Trộm Sách là một cuốn tiểu thuyết lịch sử của tác giả và được xem là một tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Sách được xuất bản lần đầu vào năm 2005 và đã trở thành một cuốn sách bán chạy ở nhiều nước trên thế giới. Cuốn sách đã được dịch sang 63 ngôn ngữ. Vào năm 2013 thì tiểu thuyết này cũng đã được chuyển thể thành một bộ phim truyện cùng tên. Khi đến với tác phẩm Kẻ Trộm Sách, bạn đọc sẽ nhìn thấy Marcus Yusak nói với chúng ta về sự an ủi kỳ lạ và sống động của những cuốn sách. Tác phẩm lấy bối cảnh ở những năm Thế chiến thứ hai. Cuốn sách nói về Lisa Meminger, một cô bé gái được nhận nuôi và sống ở phố Thiên Đàng. Tại đây, cùng với tình yêu và sự đam mê đặc biệt đối với sách và từ ngữ, Lisa đã gắn kết con người của mình với mọi người xung quanh cô bé. Lúc ấy thì Lisa Meminger chỉ mới 9 tuổi. Bố mẹ ruột của cô bé bị đưa đến trại tập trung. Em trai của cô thì bị chết trên đường cùng em đến nhà bố mẹ nuôi. Tại phố Thiên Đàng, ông bà Hen Huberman đã nhận nuôi em. Cô bé lớn lên trong sự yêu thương của bố, sự khắc nghiệt của mẹ, sự khủng khiếp của bom đạn và sự cuốn hút của những quyển sách. Khi nhìn thấy những quyển sách thì Lisa Meminger luôn cảm thấy say mê đặc biệt. Khắp nơi là sách, trên mỗi bức tường là những chiếc kệ nhét đầy sách nhưng hết sức trật tự, khó có thể nhìn thấy được lớp sơn tường. Tác phẩm Kẻ Trộm Sách là tác phẩm cuốn người đọc vào những cảm xúc nghẹt thở. Chúng ta muốn ngừng lại nhưng cũng không thể nào đặt cuốn sách xuống được. Ta bắt buộc phải đi theo nó, đi đến cùng để rồi vỡ òa trong niềm thổn thức nghẹn ngào. Nếu như Leonard Cohen đã từng nói rằng, chúng ta xấu xí thật đấy, nhưng chúng ta vẫn còn có âm nhạc, thì ở Kẻ Trộm Sách, người đọc sẽ thấy rằng nhà văn Marcus Yusak nói với chúng ta về sự an ủi kỳ lạ và sống động của những cuốn sách. Những cuốn sách đã giúp cho cô bé Lisa Meminger bồi đắp tâm hồn trong trẻo giàu có của mình. Những cuốn sách đã giúp cho người dân ở phố Thiên Đàng sống qua những thời khắc sợ hãi nhất của bom đạn. Là sợi dây nối liền tình bạn kỳ lạ và đẹp đẽ của Lisa và Mark, là ánh sáng lấp lánh theo Lisa trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng. Đây thực sự là một cuốn sách rất kỳ diệu, bởi vì nó được kể bằng lời kể chuyện của thần chết, một hiện thân của những mất mát, chết chóc, đau buồn, tâm tối và hủy diệt. Nhưng hơn cả, nó sáng bừng lên giữa màu xám của cuộc chiến tranh khốc liệt ở nước Đức lúc bấy giờ. Bạn đọc sẽ nhìn thấy được những điều tốt đẹp của con người, những điều sẽ sưởi ấm và sẽ xoa dịu tâm hồn của chúng ta. Con người có lẽ là tạo vật kỳ lạ nhất trên thế gian này, như chính lời của thần chết khi kết thúc cuốn sách đã nói rằng: tôi vẫn muốn hỏi bà ấy, làm sao mà một giống loài lại có thể vừa xấu xa vừa quá vĩ đại như vậy? Và làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyền rủa vừa thần diệu đến thế? Mặc dù lấy bối cảnh chiến tranh đầy khắc nghiệt, nhưng mà nhà văn Marcus Yusak đã đi sâu vào tâm trí của con người, lấy ra từ đấy những phiền buồn u tối để khơi dòng những điều đẹp đẽ nhất. Trong cuốn sách này của ông, mỗi nhân vật đều được hiện diện bằng những vẻ đẹp đầy tình cảm và trìu mến. Bạn đọc sẽ nhớ mãi một Lisa say mê tưởng tượng, một ông bố Hen với trái tim nhân hậu ấm áp, một cậu bé tóc vàng rút ngây thơ, thẳng thắn đáng mến, chàng thanh niên Do Thái mắt lặng lẽ nhưng mà nồng nhiệt, vân vân. Có thể nói rằng tác phẩm Kẻ Trộm Sách là một trong những cuốn sách mà bạn có thể khóc và cứ thoải mái khóc trong khi đọc nó. Bạn nên đọc nó và để cho trái tim của mình tan vỡ một chút. Bạn nên đọc nó để hiểu hơn về con người, về những thứ còn đau đớn hơn cả nỗi đau, về cái chết, về chiến tranh, về tình yêu, về mọi thứ từ thứ điên rồ lớn lao nhất cho đến những thứ nhỏ bé mà đơn giản nhất. Và hơn hết, cuốn sách tưởng chừng như u ám này lại có khả năng an ủi nâng đỡ bạn trong những khi tuyệt vọng và cô độc. Chỉ cần đặt niềm tin vào cuộc đời và theo đuổi cuộc đời này, bạn sẽ có một kết cục đẹp đẽ như là Lisa Meminger, nhân vật chính của chúng ta trong tác phẩm.
Cuộc đời của cô bé Lisa Meminger không phải là cuộc đời của một nhân vật cổ tích, nhưng mà cô bé đã tìm thấy được sự an ủi, sự hồi sinh từ trong những cuốn sách. Và cuộc đời cô sẽ khiến chúng ta tin vào những điều đẹp đẽ nhất đang ở xung quanh chúng ta. Bản dịch tiếng Việt của tác phẩm The Book Thief, tức là kẻ trộm sách, đã được thực hiện bởi dịch giả Cao Xuân Việt Hương. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2014, sách dày 571 trang trên khổ giấy 24cm. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm vô cùng đặc biệt này, Kẻ trộm sách, của nhà văn Marcus Yusak.